Quý vị thân mến, ai cũng mong cầu may mắn, gặp được những điều tốt đẹp trong đời. Khi gặp xui xẻo, có người đi coi bói, xem phong thủy, đeo đá quý, đặt linh vật. Nhưng có rất nhiều lúc, một cuộc đời thất bại lại khởi nguồn từ việc chúng ta nhận thức mọi điều xảy đến bằng tâm lý tiêu cực. Kỳ thực, bạn có thể tự mình khiến bản thân may mắn hơn. Và sau đây là 9 cách để xua đuổi những điều xui xẻo. Hãy cùng Khánh Linh tìm hiểu về 9 cách này, quý vị nhé! Chấp nhận khó khăn bằng trái tim bình thản. Cuộc sống này có lúc lên cao, cũng có khi xuống thấp, cũng giống như thủy triều lên xuống không ngừng. Vào lúc may mắn thì đừng tự cao, và lúc ở điểm thấp cũng chớ oán trời oán đất. Ai cũng có những ngày tồi tệ, có thời điểm không vui trong đời, nhưng vượt qua rồi cũng sẽ như sau ngày mưa, mặt trời lại tỏa nắng. Bởi vậy khi gặp xui xẻo, đừng nản lòng, chỉ cần dũng cảm đối mặt với nó. Bạn hãy nhớ, nếu đời cho bạn một quả chanh, hãy pha một ly nước chanh. Nhẫn nại. Người xưa thường nói, khoan dung một chốc, giải nỗi lo trăm ngày. Khi gặp vận rủi, nếu bạn có thể nhẫn chịu, cúi đầu bỏ qua, mọi việc sẽ trôi qua nhanh chóng. Hãy nhớ rằng chịu đựng được đau khổ mà người khác không thể chịu, mới có thể thành tựu sự nghiệp mà người khác không thể có. Cũng giống như đạo lý, một người không chăm chỉ, nỗ lực, thì sao gặt hái thành công? Nhẫn chân chính không phải là ôm giữ uất hận, mà là xả bỏ oán hận, thản đản chấp nhận chịu thiệt thòi. Biết chia sẻ với người khác, sẵn sàng cho đi mới có thể nhận lại. Không mất làm sao có thể được. Có một câu nói xưa, của đi thay người, chính là nói rằng trong cái rủi có thể có cái may, cũng có thể đang gánh đỡ cho bạn một vận hạn khác. Có người trong lúc gặp khó khăn vẫn cố gắng bám giữ một chút tiền tài trong tay, cố chấp không buông, sợ bản thân lâm vào đường cùng. Nhưng hãy nhớ rằng, giàu nghèo đều có định số. Người tính không bằng trời tính. Có nhân hôm nay thì có quả ngày mai. Nguyên nhân bản thân không thể thành đạt, hạnh phúc là vì tâm địa hẹp hòi, ích kỷ quá nhiều, cho đi quá ít. Vậy thì khi xui xẻo, hãy làm nhiều việc tốt hơn, ví như làm chút việc thiện, giúp đỡ người khác. Nếu như lúc vận hạn, bạn vẫn khăng khăng muốn giữ mọi thứ riêng cho mình, thì có thể sẽ không được gì. Ăn mặc đúng mực. Có người quá chú trọng ăn mặc, muốn thu hút sự chú ý của người khác và khoe khoang thể hiện bản thân. Nhưng mà ăn mặc sang trọng hay trang sức bắt mắt cũng không thể mang lại may mắn, mà rất có thể sẽ thu hút vận đen. Tại sao? Bởi vì phúc đức của một người là có hạn. Nếu như bạn hưởng hết rồi, thì sau này sẽ còn lại gì? Phúc đức dùng hết, tai ương liền tới. Đó chính là lý do mà người xưa luôn dạy, cần tích đức, tích đức. Hơn nữa, những của cải phù phiếm hào nhoáng này lại rất dễ khiến người khác nảy sinh những tâm xấu như ghen tị, thu hút những kẻ vụ lợi. Tất nhiên, quần áo không nên ăn mặc quá tùy tiện hoặc lộn thộm. Dù là nữ giới hay nam giới, đều nên ăn mặc đứng đắn, hành xử đoan chính. Nói ít tránh họa. Có câu phúc họa tự chiêu. Khi một người gặp đen đủi, rất dễ nói sai nhiều điều. Bởi vì khi ấy, bản thân không lý trí, mà dựa vào cảm xúc, nên điều nói ra đều là oán thán, phàn nàn, mang theo năng lượng tiêu cực. Điều này không tốt cho bản thân, mà cũng chẳng có lợi cho người khác. Dân gian có câu, nói dài, nói dai, thành ra nói dại. Khi ấy, cần điều chỉnh tâm thái bản thân,
Như một câu nói của người xưa, miệng nên ít nói, tự nhiên ít họa. Giữ cho mình một chữ thanh. Khi người vận khí kém, nên tránh giải sầu bằng cách uống rượu bia hay ăn thật nhiều. Tuy không cần ăn chay, nhưng nên ăn thanh đạm và không nên suy nghĩ quá nhiều. Có thanh, thanh đạm, thanh tịnh thì tâm tĩnh. Có thanh thì an lòng, có thanh thì quả dục, ít ham muốn. Thanh giúp bạn tỉnh táo, không để bị lừa dối hoặc bốc đồng mù quáng. Thanh giúp bạn có cái dạ dày khỏe mạnh, tránh được bệnh tật. Thanh giúp bạn giảm ham muốn, ít đòi hỏi, có thể đối mặt với các cám dỗ của cuộc sống. Hành động thuận theo tự nhiên, an nhiên tự tại. Biết trân trọng những điều nhỏ nhặt. Trong cuộc sống này, ngoài những việc không ưng ý, thì chúng ta đã được ban cho rất nhiều đặc ân. Ví dụ như những người thân thiết luôn bên cạnh động viên chúng ta, bạn bè tốt. Có người không có được công việc tốt, nhưng so với những người phải xin ăn bên lề đường, thì đã là may mắn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, chúng ta thường truy cầu hạnh phúc cao xa mà không để ý tới những chi tiết nhỏ, vốn làm nên một cuộc sống phong phú và đầy màu sắc. Nếu bạn cảm thấy cuộc đời thật xui xẻo, không như ý, hãy dừng bước và nhìn xung quanh mình. Chắc chắn bạn sẽ thấy mình may mắn hơn rất nhiều người khác. Mỉm cười. Mỉm cười có thể mang lại may mắn, bởi vì những người hay cười thường sẽ mang theo trường năng lượng tích cực. Họ có tâm thái lạc quan khi đối diện với sự việc. Bởi vậy, ngay cả khi gặp những chuyện không vui, họ cũng có thể bình thản đối mặt. Họ mang thái độ vui vẻ của mình lan truyền tới nhiều người, khiến người khác thích làm bạn với họ và có thể nhận được những sự giúp đỡ khi họ gặp khó khăn. Dựa vào chính mình. Có một câu thơ tiếng Trung, đại ý là nếu như truy cầu mà có thể phát tài, thì trên đời này chẳng có người nghèo. Khi gặp vận hạn thì nên tự mình chịu đựng, không nên tốn công cầu trời bái Phật, bởi vì vinh hoa phú quý của người ta chính là phúc đức của bản thân, chính là quả của việc thiện mà bản thân đã gieo. Bởi vậy, lúc gặp xui xẻo và cả khi bình thường, cần làm việc tốt cho nhiều, cầu thần tiên cũng không giúp bạn tích lũy phúc đức, bởi vì thần Phật chỉ phù trợ cho người lương thiện, không thể nào vừa làm việc ác vừa cầu thần cho phát tài. Nếu như bạn chính là một người lương thiện, vậy thì không cần cầu, cũng tự nhiên có quý nhân phù trợ. Cảm ơn quý thính giả đã ghé thăm Lắng Đọng Đêm Về, được phát sóng vào 20 giờ tối thứ 3, 5 và 7. Quý thính giả thân mến, với nỗ lực truyền tải những nội dung văn hóa truyền thống được lưu truyền từ ngàn năm, đề cao các giá trị đạo lý nhân sinh, tín ngưỡng đối với thần Phật, Lắng Đọng Đêm Về hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của quý vị ở bên dưới để giúp chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc.